cuối cùng thì chúng ta cũng đã có ngày cho sự kiện tiếp theo của Apple, thứ ba, ngày 8 tháng 3 lúc 10 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương. Các tin đồn cho thấy Apple có thể tiết lộ iPhone xe thứ ba tại buổi giới thiệu cùng với một iPad tân trang và ít nhất một máy móc mới. Công ty sẽ giới thiệu các thiết bị trong một sự kiện hoàn toàn ảo thông qua một buổi phát trực tiếp trên trang web của Apple. Công ty cho biết họ sẽ phát sóng từ Apple Park, trụ sở chính của họ ở Cupertino, California. Gã khổng lồ công nghệ đã tổ chức các sự kiện chỉ trực tuyến kể từ khi bắt đầu đại dịch 2 năm trước. Apple hiện đang đánh giá khi nào nhân viên sẽ quay lại văn phòng vì biến thể Omicron sẽ hết tác dụng. Lời mời của Apple tới giới truyền thông được gửi trong một email có logo Apple cầu vồng tạo ấn tượng về sự chuyển động trên nền đen. Khẩu hiệu của nó là hiệu suất bắt mắt. Apple không cho biết họ có kế hoạch công bố sản phẩm nào, hầu như không bao giờ có, nhưng đã đưa hiệu ứng thực tế tăng cường vào trang tiếp thị của mình cho sự kiện có thể gợi ý về một khía cạnh của sự kiện. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng khác của Apple khi hãng đặt mục tiêu theo kịp lịch trình ra mắt sản phẩm của mình, thường bao gồm các sự kiện vào mùa xuân, mùa hè và mùa thu. Vào tháng 6 năm 2020, khi đại dịch bùng phát, Apple đã biến hội nghị các nhà phát triển toàn cầu thành một sự kiện ảo, với các video được chỉnh sửa khéo léo thay thế cho các bài thuyết trình trực tiếp. Cho đến nay, công thức dường như đang hoạt động. Apple tiếp tục đạt kỷ lục về doanh thu và lợi nhuận. Công ty cho biết khách hàng đã đặc biệt phản ứng với việc nâng cấp Internet không dây 5G trên iPhone của họ trong 2 năm qua. Và trong bài đánh giá của mình về iPhone 13 vào năm ngoái, Patrick Holland của CNET nói rằng Apple đã mang đến một bản nâng cấp thú vị, đặc biệt ca ngợi camera và thời lượng pin. Apple cũng cho biết nhu cầu về chip mới mà hãng này thiết kế để hoạt động như bộ não vi xử lý cho iPad và máy tính Mac của họ đã liên tục vượt xa nguồn cung, với hơn 12 tỷ đô la Mỹ nhu cầu bị dồn nén trong năm qua. Sự hài lòng của khách hàng nằm ngoài bảng xếp hạng. Giám đốc điều hành Apple Tim Cook cho biết trong cuộc họp hội nghị với các nhà phân tích tài chính vào tháng riêng, ông cho biết công nghệ này đang giúp mang lại những khách hàng mới bên cạnh những người nâng cấp. Tại sự kiện sắp tới, Apple cũng dự kiến sẽ thảo luận về phần mềm iOS 15.4 sắp tới của mình, một bản nâng cấp miễn phí cho những chiếc iPhone và iPad gần đây nhất của họ. Công ty đã thông báo rằng họ đang xây dựng các tính năng mở khóa Face ID mới để hoạt động với khẩu trang y tế, cũng như các cảnh báo chống rình rập liên quan đến thiết bị theo dõi thông minh AirTag của họ. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào. Chia sẻ hữu ích nhé.